Bộn đầu mập. Sợ chó à? Làm cú cao cao à? Đồ. Ghê mày. Đâu rồi gái? Gái ơi đi đâu gái? Rượu má. Bộ đầu dưới mập à, xe dữ rồi à, chạy bắp cách bông đầu à, à mập chạy cách bông đầu cho anh em học hỏi mày. Đây à, bắt cho phán em ờ à, sao nữa nổ máy ờ à, nổ máy đổ. À, máy nổ dữ vậy, xe độ nhiêu à? Sắp rẹo. Sắp rẹo hả? Trời quá. Nó hẹo đấy trời à. Giờ đây cho sáng sáng miếng à. Quá 6 triệu luôn. Quá à, sắp bực cúp. Sắp cúp nghe anh em. Quá xe độ gỗ xe luôn mày. Quá là chơi lồng nhiêu à? Quá lồng 72 luôn. Quá đi học. Đi học chơi lớn nha, đô nhiêu rồi mấy ly. Đâu chỉ bông đầu ơi đã là số nào nhập số 1 năm qua luôn rồi ngon ngon quá cơ bản quá cơ bản rồi sẽ bật cúp 50 luôn ha xe là chạy rồi có rớt này lần nào chưa bể em lên mà mập cài ở đâu à đó là không đứt bà kia gì chứ không đứt bả không đứt bả hả à? Đứt bả bự thôi không đứt bả xe sao phục rim ha phục rim nha rước vô gà nó kèm đẹp này. kèm máy cài quá mày kèm máy cài nó xe 50 độ 6 triệu mày độ cái quần què em đó mà không biết nữa chi tiền cho tao độ hả mẹ làm cái gì mẹ độ mẹ độ hả qua mẹ chịu chơi với mày mấy xe đẹp mới ken nha có cái bể già không nó không đích bể rồi luôn à, mới ken xà beng ừ. Xe bô gì vậy VD bô móc dữ à nó móc không nó móc nổ đã mày lấy cái ốc tiếp đóng vô xe bán không không để học hả à? Ủa mặt nạ rin nè mặt nạ rin nè trả rin luôn nè nó đẹp như mơ có điều lòng hơi đổ mồ hôi nhớt mày rửa sạch rồi xếp một cúp 50 dọn lại 6 triệu đẹp có chìa khóa cũng đọc dưới mày xe chạy được năm mấy ngàn coi
mày đâu không à, tại vì cân nặng của mày nó quá sức với xe. Xe đi học còn bay đầu vậy không, trường có nào rủ nào luôn chứ mà chưa hả? Nó thấy ngán. Ồ, nó thấy ngán luôn hả? Học sinh cấp ba không à, gãy không luôn à. Ừ, thiệt tình đâu bấm xe ha mày phá à mày. Ơi ơi ơi, thiệt tình thằng. Chạy người ta có bóng bơm nè, mà dây chạy được lâu. Chạy sợ bị dập rồi, bữa bị dập bể hết, hai hết cái. Xe độ mừng, ngồi xe gió mắc, mắc xít nha, mắc xít à, mắc xít nha. Mặt nạ riêng này nó vuốt không. Đi học đi xe này có bị công an hỏi thăm lần nào chưa mập? Chưa. Chưa hả? Xe 50 độ cái đóng như đó, 6 triệu. Xe này biết sao độ 6 triệu không? Để có cái sườn không độ là hết luôn rồi. 6 triệu. Có cái sườn hơn cái cục máy không còn như độ là hết mới 6 triệu. Đó, chủ nhân nè, ngước mặt nhìn cái coi. Chào anh em à. Phải nồi. Xe mới kẹt xe bèn luôn ha, nó chạy kỹ ha, quá bùe lớn luôn. Bình xăng giống bình xăng 110 quá, xăng gì vậy? Kenta, bình xăng Kenta là bình xăng gì, máy quyết luôn. Giờ thắng riêng rồi, thắng rồi đó, chạy mòn bế lên luôn. Cái tôi kết nhất gì, kết nhất cái tem này nè. Rồi né cái đít mà ra mà. Rin, rin, cục này là rin. Xi nhan đầy đủ. Kèn rồi kêu không? 6 triệu có khác. Được, được, được. Bữa nào cho mượn chở bầu chơi ra. Nhớ nha. Nào mượn chở bạn gái chơi đi Super Cup này. Đứa nào mà nó chịu ngầu là thương á. Còn đứa nào không chịu ngầu là không. Bằng Mika. Hai bóng đèn nè. Hai bóng. Bóng trên bóng dưới nè. Sáng lắm à, Charin nè. Không thấy tìm mở chấp hành luật giao thông đó không? Ngồi xe không đụng nó nguy hiểm nữa. Mà thất bại không có cày dây. Đồ sáng. Rồi rồi, bên nhà mày ra. Bóng dưới không có trái. Bóng dưới không có trái. Nó bóng dưới bóng đồ mì mày ơi, bóng dưới bóng đồ mì. Dưới nè. Bóng dưới trái nè. Bóng lên rồi. Quá dữ. Sáng dữ mày. Được. Vượt chưa? Còn sang không mở ra. Lăn lên. Không nó nổ chết bà luôn á. Xe lúc biết đây bệnh hết á, nha, trang à. Được. Ta thấy đụng xăng luôn. Đó. Dữ. Xe lúc nào cũng đầy bệnh ha. Le le lưỡi liếm nhẹ một cái. Thôi thôi. Không cảm giác gì. Super Cup. Ngầu riết lộng ốc luôn. Ồ, đó, review xe của tôi mở tới đây là kết thúc rồi mà. Kết thúc clip luôn nha các bạn. Tôi mở nói gì không mày? Nếu hay, hãy like và share nha. Đặc biệt luôn nha các bạn. Bye bye. Đâu. Xe xuống thành phố luôn nha. Này công an bắt mày đâu má. Xe mày đã được lên lên mạng. Sức với cấp độ 6 triệu đi học. Xe con khỉ.
Thank you.